con này là bốn cái tên lửa luôn này, bốn cái tên lửa đây. Đấy. Đây không thay đồ mới đó nha, từ những sexy này, đồ đẹp này. Tất cả riêng đét hoạt động hoàn hảo quá nha các bác. Có về chỉ việc cắm 110, 120 là xài thôi. Đây, đây là phiên bản sò số 7 nha các bác. Bốn nhôm sò số 7 nha. Rất là quý nha các bác. 200 loa trên dưới. Sexy cực đẹp luôn nha. Đây các bác cùng xem sexy đó. Vâng, em chào các bác nha. Thì nay em về được một con 450T. Thì bác nào mình đang cần con Fixer 450T thì alo cho em nha. Thì 450T là một trong dòng âm ly rất là hot của Fixer, tại vì nó ở phân khúc tầm tiền ở 20 đô lại nhưng mà rất là hay các bác, đánh cả được những dòng loa AR3 luôn nha. Cấu hình và công suất của nó thì y chang 500TX nhưng mà giá nó hợp lý hơn, vẫn kệ sò số 7 và công suất y chang nhau. 450T rất là hay, tiếng khỏe đầm, tiếng bass của dòng Fixer thì chuyên trị những dòng loa cổ Mỹ, Nhật, đặc biệt đánh AR Advanced hoặc là những dòng KLH đặc trị luôn nha các bác. 450T thì dưới mà còn 500TX và 800T thôi nha, còn lại là hơn hẳn hết các dòng khác. Máy rất đẹp nha các bác, cũng thấy đẹp long lanh luôn không. Giá là 19.500.000 nha các bác, 19.500.000 đã bao gồm phí ship. Khi những con Fixer mà em đưa đến các bác á thì đều được có kìm theo cái jack lo bắp chuối nha, ốp gỗ đẹp keng hết nha, có thấy đẹp không, nét luôn. Nó 110-120V, 240W, 320VA, đường tiếng nhiều đầu vào chạm loa thì em sẽ có kìm các bác là cái bộ rắc để các bác kém lo bắp chuối, dây nguồn em nó rất là mới nha các bác. Rồi đi vào nội thất bên trong luôn để các bác cùng xem, chứ còn ngoại thất của nó thì trên cá tuyệt vời rồi. Giá 19.500 là em chiến bao gồm phí ship rồi, bác là mình chiến khoản đủ thì em vẫn bớt 200.000 như thường lệ và được bao ship, em vẫn bao ship toàn quốc, tất cả các bác giao hàng tận nhà toàn quốc luôn. Máy là cực đẹp nha. Rồi em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên và nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, đây là nội thất bên trong các bác, rất là mới luôn nha, hàng sưu tầm luôn. Con này tăng phô quân đội luôn nha các bác, tăng phô xanh quân đội xanh ngọc này nha, chứ không phải là tăng phô đen nha các bác, tăng phô xanh ngọc hay miền đồng. Các bác thấy đẹp chưa? Đây là bo công suất 4 kích. Đây, có cái phần sexy nha. Những con Fixer bên em tuyển rất là kỹ, cũng như là lựa chọn và đấu về những con đẹp. Này có thấy sexy này. Đấy, đây là sexy luôn nha các bác. Nó phay á, chứ không phải là nó vơ đâu nha. Nó mèo như vậy á, mèo như thế đó. Tăng phô quân đội nha, xanh ngọc. Chạy 4 con mô tô là số 7 nha các bác. 4 con này rất là quý quá, quánh hay cực kỳ nha. Đấy, tăng phô quân đội niền đồng. Đấy, cực kỳ giá trị. Quá mới. Rồi thì sau đây em lật phía dưới luôn để các bác cùng xem luôn nha. Các bác nhìn cái con lan này, chù chà, nét căng luôn. Các bác về cắm điện 110-120 nha, tại vì nó là hàng Mỹ, những con âm ly Fixer Mỹ. Vâng, đây là nội thất phía dưới các bác thấy không, sexy nó phay sáng tròn luôn này. Đây, đây là sò nguồn. Đây, tăng phô ngọc quân đội nha. 450T mà tìm được con tăng phô ngọc quân đội này rất là hiếm quá. Em bán nhiều rồi mà về được con quân đội này. Đấy, nhìn không? Tăng phô nó to hơn nha các bác, hình như là to hơn thiệt đấy. Đây là hai cái tùng nguồn, hai tùng phụ, cái cầu chì lò xo. Đấy, đây là phần đài thôi, không có gì. Nói chung là mới đét hết đó các bác. Quá mới luôn, nhìn cái chân áp này các bác. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bắt đầu muốn chốt con Fixer 450T tăng phô ngọc quân đội này thì liên hệ cho em nha. Giá là 19.500, đã bao gồm phí ship rồi. Vâng, và sau đây em giới thiệu các bác một kho hậu nha các bác. Bác nào mình đang có những dòng loa AR như là AR2AX, AR2A thì những dòng loa Series 2 thì quánh con này thì nó quá là ngon các bác. Mà nếu em này mà có chơi AR3A, AR3 trở lên thì
nó xứng tầm hơn, tại vì nó khá là đắt tiền. 500 tế thì các bác biết rồi, nó dao động ngoài 30 rồi, hàng đẹp nha. Con này về sáng hàng nó quay về bộ zin đẹp chấm hết cuộc tình luôn, các bác cùng xem nha. Đấy, các bác nhìn để bên này những con máy chắc bãi từ những cái viền này nó còn vàng óng và nó sáng tròn nè. Đấy, còn những cái con mà ở xài Việt Nam xài nhiều năm rồi là nó ố liền à. Những con này từ chắc Mỹ về thì nó rất là sáng đẹp từ những nấm nút này các bác. Con này là thuộc dạng hoa hậu luôn nha, sò số 7 luôn nha các bác, không phải sò số 5 thôi nha, sò nhôm số 7 đít trâm nha, sò số 5 là đít vuông, sò số 5 thì nó không có giá trị bằng sò số 7. Đây, có thấy không, nó sáng không, bộ vô sinh nữa, tất cả nấm nút này. Đây, bác là sưu tầm alo 500 tế thì cực kỳ nổi tiếng về sức âm rồi, nó thì nghi 9,5 như 10 so với con 800T thôi, nhưng mà các bác nào mình là có tài chính cao thì mình có thể xài 800T, còn mà tầm tiền mà ngoài 30 tí một tí thì mình chơi con này ngon rồi, tại vì nghi với 800T nó không có khác nhiều đâu các bác, cũng như 309 và 309V của Lookman vậy các. Còn mình có tài chính cao thì mình có thể chơi 800T, thứ nhất là mình trưng bày và lấy đẳng cấp nữa. Đấy, khóa mới nha các bác, con này giá 31 triệu nha các bác, 31 triệu đã bao gồm phí ship rồi, 500 tế. Dòng Fixer thì bên em chuyên rồi, từ năm nào cũng vậy, luôn đấu giá về những sản phẩm của Fixer hot, như là từ những cái model 250T, 250TX, 440T, 450T, rồi 500TX, 800T, 800T thì vẫn có nhau, 800T giá cao. Hai phía sau nó hai trạm loa nha. Khi các bác mua những con Fixer thì bên em có cái trạm loa để các bác cắm bắp chuối nha, cắm cần cua gắn sẵn vào đây giao cho các bác nha, chứ không phải để dài nha, tại vì những dòng này là phải có rác để các bác về cắm. Tại bây giờ bác nào cũng đã xém sửa cho mình một trong những bộ dây loa bãi xịn chất lượng rồi, sử dụng đầu bắp chuối thì em gắn kìm mấy cái cần cua vào cho các bác nha. Điện 120 nha các bác, 320VA max. Đây là cái anten của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn nha. Series con này là 11543, một series khá đẹp đó, 11543. Đấy, có thấy không? Nó là khắc chìm trong cái thân vỏ luôn nha, thân xương luôn. 11543. Rồi, sau đây em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem nha. Bác nào chốt thì alo cho em, muốn sưu tầm một con 500 tỷ gọi là quá đẹp như thế này. Bằng đây là phía dưới các bác muốn mở nó, mở bốn ốc này ra nha. Đây là cái tem logo của Fixer phía dưới. Các bác thấy hai cái tụ hồng không? Đây là con này tụ hồng này. Vâng, em mời các bác cùng xem độ đẹp của nó này. Rồi, từ những cái cạnh này. Thứ hai, con này là bản kích tinh lửa luôn nha các bác, kích tinh lửa tụ hồng luôn nha. Ừ, các bác nhìn sexy ra này, mới chưa, trân tinh tụ hồng luôn nha các bác, bản kích tinh lửa luôn nha. Con này là bộ kích tinh lửa luôn này, bốn kích tinh lửa đây. Đấy, đây các bác thấy độ mới đó nha, từ những sexy này, đồ đẹp này. Ừ, tất cả riêng đét hoạt động hoàn hảo quá nha các bác. Các bác về chỉ việc cắm 110, 120 là xài thôi. Đây, đây là bản sò số 7 nha các bác, bốn nhôm sò số 7 nha, rất là quý nha các bác, 200 loa trên dưới, sexy cực đẹp luôn nha. Đây các bác cùng xem sexy đó này, rất đẹp. Được cái là em này về là tụ hồng luôn nha, tụ hồng với tụ trắng, tụ xanh gì nó cũng như nhau các bác, tụ hồng nhìn nó đẹp, các bác mát các bác. Bản kích tên lửa luôn nha, bốn kích này. Rồi xem phía dưới luôn các bác. Đây là sưu tầm con 500 TX này, nó là quá đẹp quá. Vâng, đây là phía dưới của em nó các bác. Đây hai tụ nguồn hồng, đây con này full tụ hồng nha, kích tên lửa, đây tăng phô, đây là phần bo đài, nó dùng rất là mới nha các bác. Bác chốt thì alo cho em nha. 31 triệu bao gồm phí ship, chỉ còn đủ em vẫn bớt 300 ngàn nha. Con này quá mới luôn không? Bác nào mua trúng con này là quá tuyệt vời nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.